Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Hôm nay Tuấn Japan có mặt địa chỉ ở ngõ 50, tức là số nhà 50D ngõ Gốc Đề, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để giao máy điện trường các bác. Đây anh đi vào đây. Đây, em chào anh. Vâng. Đây là anh và chồng chị Hà để đến đây giao cái máy điện trường cao áp nội địa Nhật Bản IS 30.000. Đây Tuấn Japan thì lại giao cái máy cho chị. Sáng nay thì anh chị có lên nhà Tuấn Japan ở chỗ B7 ngõ 22 Lê Duẩn, thì anh chị xem và chốt cái máy điện trường cao áp IS 30.000. Thì sáng nay thì chị lên thì với một chị bạn nữa thì đã chốt cũng cái máy IS 30.000 và máy Movat. Và chị chứng kiến là em khi em cui ra rồi đấy, thì có cái anh khách hàng cũng mới mua cái Movat của em ở Hải Phòng hôm anh ấy lấy ở giữa tuần hôm vừa rồi, và anh ấy cũng muốn lấy thêm nữa, anh chốt luôn cái brand Mate đấy, Pro Mate đấy. Thì khi mà anh chị có thể giới thiệu về mình, xong là chia sẻ là anh chị đã ngồi trải nghiệm cái máy điện trường này được bao lâu rồi, và mình ngồi mình thấy nó thuyên giảm những cái bệnh nani gì của mình thấy ăn ngon hơn, ngủ yên hơn không, thì để mình chia sẻ cho mọi người biết đến những cái phương pháp điều trị không dùng thuốc của máy điện trường của của người Nhật này. Anh nhà chị có thể giới thiệu. Thế chào mọi người. Hôm nay mình cũng chính thức là bê cái máy của bạn Tuấn Japan về nhà, cái máy điện trường IAS. Nếu như mà có tiền thì mình sẽ mua của công ty, nhưng vì là cái lượng tiền mình cũng có hạn về hưu, đâm ra là cũng chỉ muốn là trải nghiệm làm sao cái máy tốt nhưng mà vừa túi tiền, thì mình đã tìm gặp Tuấn Japan. Và khi đến nhà Tuấn Japan thì thấy là rất nhiều hàng, mà hàng thì đều nói chung là nội địa Nhật mà lại hàng zin, nên mình cũng có yên tâm mua về. Thì trước đây khi mà chưa gặp Tuấn thì mình cũng có ra trung tâm ngồi thử, thì mình thì ngồi chưa được nhiều, nhưng mà những người đã ngồi trước thì họ cũng chia sẻ rằng là cải thiện rất là tốt vì nhiều thứ. Vậy cho nên là mình cũng ra ngồi thử thì cũng mới cải thiện được giấc ngủ. Thì tất nhiên là trước đây thì ngủ nó không được sâu giấc, nhưng khi ngồi được máy thì nó có cái cải thiện nhất định. Nên mình cũng có cái độ tin tưởng. Thì khi mà gặp được Tuấn Japan mà vừa mà lại vừa phần là có cái máy ưng ý mà vừa tiền, thì mình cũng đã mua, và hôm nay bạn đã đến lắp. Thì thôi thì mình cũng cứ đặt niềm tin là vào những cái người buôn bán nó có tâm. Và mình cũng muốn là sử dụng làm sao để nó trải nghiệm cho sức khỏe tốt nhất, cải thiện được sức khỏe. Thế cho nên là những ai mà có nhu cầu như mình, không muốn đi trung tâm, tại vì cũng không phải lúc nào mình cũng có thể ra trung tâm được. Có những lúc nó dịch bệnh, hoặc có những lúc nó nóng quá, hoặc những khi mà đêm hôm mà con người mình nó có mỏi mệt, thì mình có cái máy mình nằm thì nó cũng sẽ được cải thiện hơn. Thì chắc là tại vì nghe các bạn ở trung tâm nói rằng nếu mà cải thiện 8 tiếng thì có thể bằng đi ngồi máy ở trung tâm 20 ngày. Thế cho nên rằng là mình cũng đặt lòng tin vào tất cả trung tâm lẫn cả bạn Tuấn Japan để cải thiện sức khỏe. Mong mọi người cũng lưu ý sức khỏe của mình thì cũng cố gắng. Nếu như ta không có tiền mua mới thì ta có thể gặp Tuấn Japan để kiếm một cái về để làm cái dụng cụ để nâng đỡ cho mình. Vâng, thật ra thì chị chia sẻ đúng là mới thì nó cũng rất là quan trọng. Đấy. Nhưng với người Việt mình tinh thần là phải thực tế. Đấy, làm sao cái mình cần là trị bệnh. Đấy, và cái công năng của mình thì cái máy của Tuấn Japan nó qua sử dụng và hàng trưng bày này nó giải quyết vấn đề đó. Đấy, quan trọng là nó không phải rẻ những 1-2 triệu mà nó hàng vài chục triệu, hàng trăm triệu chứ không phải ít đâu. Nó rẻ hơn như thế. Nếu mà đến gặp Tuấn Japan thì không phải là với cái máy này, và có rất nhiều loại, rất nhiều chủng loại mà máy nội địa của Nhật để mình có thể sử dụng, có thể từ mức độ có 20 triệu, 46 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 7, 80 triệu đều có hết.
và chúng ta cứ tùy thì cái đồng tiền của ta, ta đến ta gặp Tuấn để ta kiếm về một cái để sử dụng cho gia đình nhà mình, Vâng, cải thiện sức khỏe. em cũng chia sẻ với anh chị là em thì em cũng đôi khi mình cũng là nói là ông vua của máy điện trường nội địa Nhật Bản qua sử dụng vàng trưng bày. Thì tại vì chị cứ tìm trên mạng đi để mọi người có, thì đâu đó người ta hay mang cái máy bằng vàng ấy, cái PH 14.000 về cũng tốt, rất tốt rồi. Cái máy đấy dưới 20 triệu thì cũng rất tốt để cải thiện sức khỏe cho mình. Nhưng mà để những người hiểu biết sâu và mang những máy cao cấp này như chị đấy, cái máy nào ở Việt Nam có bán là gần như em cũng có, nhưng có những máy mà ở Việt Nam không có, máy cao cấp hơn tại Nhật thì em cũng mang về, làm sao để em giới thiệu cho mọi người. Thực tế hôm nay tôi rất thích cái thương cái máy của cái anh Hải Phòng ông Coromantee. chốt đấy, Vâng. thì tôi rất là ưng, nhưng mà thứ nhất thì cũng hơi quá tiền với mình tí. Vâng. Thứ hai là thôi, cái nhu cầu của mình nó Vâng. đến vừa tới thì là mình Vâng. cứ sử dụng cái làm sao để cải thiện tốt sức khỏe mà mức Vâng. độ tiền mình cũng không phải quá Vâng, cao. anh có thể giới thiệu về mình một chút, anh ngồi ở trung tâm như nào, anh chia sẻ tí đi. Thôi, đừng có ra nói thế. Vâng. Rồi được, vâng. Đấy thì em cũng rất cảm ơn anh chị đã tin tưởng Tuấn Japan. Và đấy thì anh chị xem trên YouTube Tuấn Japan ấy, thì có những cái bệnh nhân mà Tuấn là Japan được gặp, người ta ung thư phổi, bệnh viện trả về chờ chết mà còn khỏi. Tức là nói khỏi thì bây giờ đã khỏe. Người ta từ tháng 12 năm Mình 2023. cũng trải nghiệm đi, 6 tháng nữa sẽ gặp Vâng. Tuấn Javan và sẽ quay một cái video lên để xem là cái trải nghiệm của mình nó tốt đến đâu để mọi người cùng Đúng rồi nhau ạ. phát triển thôi Vâng, nha. em cảm ơn chị, em cũng rất là mong muốn được như thế. Tại vì giống như là cái bác ở trên thành phố Điện Biên ấy, là bác cái thay thận này, bác ấy mất ngủ 40 năm này. Còn con gái chị, con gái bác ấy thì là mất ngủ mấy năm rồi. Bây giờ đều ngủ tốt tốt thôi. Mà chị mất ngủ mấy năm thì sau hơn 3 tuần chị ngồi máy là ngủ được. Và bác ấy mất ngủ 40 năm mà sau hơn 2 tháng bác đã ngủ được. Thực ra thì để mà chữa được cái bệnh mất ngủ không đơn giản. Vâng ạ. Không đơn giản chút nào. Kể cả uống thuốc thì chỉ được hôm nay ngủ được nhưng mai vẫn không ngủ được. Dạ, và uống thuốc là con dao Mà hai cũng lưỡi. không có cái gì mà để có thể mà chữa được nhanh với giấc ngủ. Chỉ có khi cái máy này là có thể cải thiện. Tôi nghĩ rằng nó là một cái giải pháp gần như là tốt nhất. Dạ đúng rồi, em thấy Đấy. là em đặt là vi diệu thật sự đấy. Đấy. Máy thì không được phép nói là chữa bệnh nhá. Máy Đúng thì không rồi. được nói phép là chữa bệnh, nhưng mà Nhưng mà em ấy nó còn cải thiện, hơn hơn cả là chữa nó bệnh. cải thiện thì rất là cải Những thiện. tinh thần thoải mái là tốt, Bây giờ một cái người mà bệnh những viện tinh thần trả không về chờ thoải chết mái rồi kể lo mà nghĩ người ta thì ngồi cái máy này mà người ta khỏe không ra ngủ được. thì đấy mới là vi diệu không anh chị, đúng không? Thì tôi đây thì Tuấn Japan thì tạm dừng cái clip này. Anh chị em muốn tìm hiểu sâu về máy điện trường cao áp nội địa Nhật và các đời các hãng model thì hãy liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại 0929 75 6888 và 091 332 0644, kết bạn Zalo hoặc qua cơ sở Tuấn Japan, cơ sở 1 là nhà Tuấn ở luôn, là B7 ngõ 222 đường Lê Duẩn, Cung Đa, Hà Nội. Cơ sở 2 là số 6 Phú Nhạc, quận Hoàng Mai. Các cơ sở để trải nghiệm trên toàn quốc, và hiện nay Tuấn Japan có cơ sở thành phố Hồ Chí Minh là 45 Nguyễn Thế Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội là số 4 Nguyễn Thế Học, quận Ba Đình, Hà Nội. Và tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Ba Đình. Hà Nội. Và tiếp nữa là chợ Đô Hội Quốc Oai, Hà Nội. Thành phố Điện Biên Phủ thì có là địa chỉ là 485 đường Võ Nguyên Giáp, mình hơi nhớ không nhầm, nhưng mà đối diện với khách sạn Mường Thanh cạnh cây xăng đấy, cái khách sạn Mường Thanh đối diện luôn. Và Tuấn Gia Ban ở trên đấy có biển rất to. Ở trên Điện Biên này thì có 2 cơ sở, và tiến tới này Tuấn Gia Ban sẽ mở thêm cơ sở ở Nha Trang để mọi người trải nghiệm. Trung tâm ngồi 30 phút thôi, nhưng em trao trải nghiệm máy 40 phút đó, để mọi người làm sao nó có cái tốt hơn. Em thì em để cho tinh lọc thôi, chứ mình ở trung tâm thì người ta phải gọi là kế hoạch một ngày không đón được bao nhiêu khách thì là khi là các Ừ, nhân viên ấy đúng rồi. là phải cho giải tán.
cho giải tán trên trung tâm đấy, nhưng mà em không, em đây là mình chỉ là quảng bá để làm sao mình có hỏi thôi, để mọi người cùng biết đến và cùng được trải nghiệm. Tôi xin chào tất cả anh em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp Tuấn Japan để lan tỏa những sản phẩm này. Mình cũng là làm việc thiện mà, mình chia sẻ cái phương pháp tốt để cho mọi người, đây là mình giúp người. Xin chào tất cả anh em. Xin chào.